Leo Văn Minh, chào nhau và các bạn. Hiện tại bây giờ là 6 giờ 20 phút thứ tư ngày 12 tháng 2, tức là ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý 2020. Sau lập xuân là 8 ngày, bởi vì lập xuân là ngày mùng 4 tháng 2. Vải u hồng trong Tây Nguyên các bạn đã đậu quả, một số đang nở hoa cái. Vải tháng 3 nhà mình cũng đã nở hoa cái. Và vải u hồng ở ngoài Bắc bắt đầu nở hoa đực, một số hoa sớm. Và tình hình chăm sóc vải trước khi nở hoa cái và nở hoa đực, trước khi nở hoa quái và đậu quả, chúng ta làm như thế nào? Mình không để ý, nếu kể mình làm video này sớm hơn một chút thì tốt. Và gần đây nhiều bạn chia sẻ về vấn đề chăm sóc hoa trước khi nở hoa và sau khi đậu quả như nào. Nhưng mình tập trung làm vải thiều chứ mình quên, mình để ý làm video này chia sẻ với các bạn. Về gần đây một số bạn ở bên Quảng Ninh cũng hỏi, như các bạn trong Tây Nguyên chia sẻ nhiều, cho mình làm video nhé. Đây là cây vải u hồng nhà mình, hoa dài ngoằng. Theo như lý thuyết thì không để hoa dài này, chúng ta phải để ngắn, dài này nó không có quả, toàn hoa đực thôi. Hoa này phải dài bao nhiêu phân nhỉ? Trên 50 phân các bạn ạ. Để mình đo xem. Trên 50 phân. Vậy thứ nhất mình lại nói lại, các bạn có thể lướt qua một chút. Đây, hoa cái đang bắt chuyện, hoa đực trắng đang chuẩn bị ti 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 nở rồi. Mình nói lại cách làm vải sớm u hồng và nêu qua đặc điểm. Cây vải u hồng cũng như vải sớm, như vải tháng 3 như mình nói chung, là một giống vải nó có đặc điểm thực vật rất là khỏe, cho nên quá trình phát triển nó rất là mạnh, cho nên nó phải lớn, to, lớn, ổn định thì cây mới cho sản lượng tốt. Cho nên khi chúng ta cây còn nhỏ chúng ta làm như nào? Thứ nhất như mình khoanh rộng để ức chế quá trình phát triển, chuyển sang quá trình sinh sản của cây. Cho nên mình chỉ khoanh một lần mà thôi. Còn nhiều bạn chúng ta khoanh sớm thì chúng ta làm như nào? Ví dụ khi vải mình bắt đầu nhú hoa, nhú đều khoảng 3 5 phân, ta đều tăm tắp cả vườn ấy, chúng ta đã, cả cây đã nhú thì mình sẽ khoanh lại. Ta mình khoanh, thứ nhất là chúng ta sử dụng cái biện pháp là khoanh mịn một đường ở mép dưới để cho cái hoa nó không quá dài như này. Hoa ngắn thì nó mới nhiều hoa cái, còn hoa dài thì nó sẽ hoa đực nhiều. Vậy thứ nhất là sau khi hoa nhú đều, chúng ta khoanh mịn một đường ở dưới. Còn chăm sóc nó như thế nào? Thì sau khi hoa nhú đều, chúng ta bón NPK cân đối, phun thuốc sâu thuốc bệnh, nếu như có phân bón lá thì phun. Và trước khi nở hoa cái, chúng ta phun tiếp thuốc sâu thuốc bệnh. Thì trước khi nở hoa là giai đoạn mùa thu, mùa xuân mát mẻ, ấm áp và mưa ẩm, cho nên chúng ta chủ yếu tập trung vào sương mai, bởi vì phù hợp với điều kiện cho sương mai phát triển. Vậy trước khi nhu hoa xong đều này, chúng ta phun thuốc sâu thuốc bệnh và phân bón lá này. Và trước khi nở hoa chúng ta lại tiếp tục phun thuốc sâu thuốc bệnh và phân bón lá để cho cây cung cấp đủ dưỡng chất cho hoa nó đậu quả, hoa thụ phấn tốt. Ví dụ như là mình hay dùng, tất nhiên mình nghĩ thôi, như thường thường mình dùng được ấy, ví dụ như là cái sản phẩm bom phải layer rất là tốt cộng vi lượng, hoặc bom phải layer cộng với hai baron, thì bom phải layer trước khi nở hoa cái nó giúp cho hoa thụ phấn tốt, nở hoa tốt và đậu quả đậu hạt, chắc hạt đấy, tóm lại là giúp cho hoa quả đậu tốt đấy. Tiếp theo sau khi đậu quả xong cũng vậy, sau khi quả để nói đậu quả xong mình sang cái cây khác. Sau khi cây vải nó đậu quả xong thì như chúng ta biết, trong giai đoạn bắt đầu nở hoa cái đến lúc đậu quả rất là dài và hoa thì rất là bẩn, hoa nhị hoa, mật hoa, phấn hoa nó dính trên cái hoa cũng rất là nhiều, cho nên khi còn thời gian nở lại lâu, cho giai đoạn này lại trời ẩm ướt, cho nên bệnh sâu có thể rất là nhiều. Chúng ta nếu chúng ta phun trước khi nở hoa cái, chúng ta phun được đây, chúng ta nhìn này,
hoa rất là nhiều. Nếu như trước khi nở hoa cái chúng ta phun được chi tiết tốt, sâu bệnh tốt thì nó hạn chế. Tuy nhiên trong giai đoạn nở hoa này, bướm, ong, thụ phấn, ẩm ướt, tàn hoa rất nhiều thì nó dẫn đến bệnh rất là nhiều, sâu bệnh nhiều. Vậy sau khi chúng ta đậu quả xong thì những cái hoa dính ở đây chúng ta có thể dùng biện pháp là rửa. Ví dụ ở Lục Ngạn năm 2020, à 19 năm ngoái, sau khi vải thiều đậu xong được trận mưa rất đẹp, vừa sạch hết và chúng ta không phải rửa, thì chúng ta rửa bằng biện pháp gì? Chúng ta phun nước lên trên chùm hoa, phun bóp vòi đấy, mình làm cái chế. Thì để tận dụng được khi chúng ta rửa nước lên trên hoa, để cho nước ở dưới ấy, tận dụng được, thì chúng ta lại rắc một lượt NPK nhẹ thôi. Thì đợt này sau khi đậu quả xong thì chúng ta rắc NPK ở dưới là tập trung cao là đạm. NPK 3 thành phần, chúng ta lấy đạm nhiều nhé. Để sau khi chúng ta rắc ở dưới đất này, chúng ta rửa hoa, thì nó một công đôi việc, vừa sạch hoa này, lại có nước dưới thì nó tan phân, rất là tiện. Và sau khi rửa hoa xong thì chúng ta lại tiếp tục phun thuốc sâu thuốc bệnh và phân bón lá. Để thuốc sâu thuốc bệnh để diệt sâu diệt bệnh, cho sâu sạch bệnh. Còn phân bón lá chúng ta cũng giống như trước khi nở hoa, chúng ta có thể là phun bom flare cộng với vi lượng, hoặc tùy ta lại chúng ta phun cứ diễn được, phân diễn được. Thì trong khi giai đoạn này thì cây nó cần một số vi lượng, còn đa lượng chúng ta đã bón gốc chẳng hạn như là đạm, đơn, kali chúng ta bón rồi, rồi chúng ta phun rồi, và trong phân bón lá nhiều, cho nên bây giờ chúng ta cung cấp thêm ví dụ như là một số chung vi lượng khác, ví dụ như bo, canxi vân vân. Tóm lại là nếu như cây mình chăm sóc thật tốt thì mình khỏi phải lo đi, nhưng chúng ta chăm sóc không tốt thì chúng ta phải cung cấp thêm phân bón lá mà thôi. Đây, chúng ta nhìn hoa nhà mình đây, nó đang nở rất là đẹp, rất là nhiều, trắng rạt ra đấy. Đây, hoa cái đang nở đây các bạn. Đây, hoa cái đang nở đây. Còn mình nêu qua tình hình thời tiết. Từ hôm mùng 10, chiều mùng 10 trời bắt đầu hẳn ấm lên. Đến 11 hôm qua ấm. Và đến 15, các thời tiết chúng ta sẽ ấm từ mùng 10 này, 11 này, 12, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, trong khoảng 5-6 ngày. Thì sang tối chiều 15 thì bắt đầu khí lạnh lại về. 15 đến 17, 18, 19, chúng ta khoảng 4 ngày. Còn cơ bản bây giờ trở đi là trời ấm. Hy vọng cái đợt trời ấm này thì những hoa vải cái này, hoa vải sớm này nở sẽ thuận lợi. Còn vải thiều sẽ ra hoa đồng loạt. Còn đây là cách làm của mình đây. Các bạn nhìn hoa vải mình đã nở. Như hoa chưa đậu quả, vết khoanh vẫn chưa liền, vết khoanh của mình rất rộng. Cho nên thông thường mình không phải khoanh lại. Và hoa vải mình cũng không quá dài. Đây, vết khoanh chưa liền cơ. Bây giờ cái này cần liền thì mình đã dùng cái băng dính rồi. Chúng ta nên dùng băng đen, tuy nhiên mình dùng băng trắng thôi, bởi vì mình không cần thiết lắm. Mình chỉ cần khi nào nó đậu quả nó liền là được. Bây giờ đậu quả chưa đậu nên không cần, mình không phải khoanh lại. Còn tiếp theo về vải sớm, sau khi chúng ta nó đậu xong quả, nó rụng sinh lý chẳng hạn, sau khi đậu xong quả một đợt đầu tiên nó sẽ rụng một loạt. Và chúng ta đã phun thuốc sâu thuốc bệnh, cung cấp thêm các nguyên tố trung vi lượng rồi, đa lượng rồi. Sau khi chúng ta cung cấp xong thì nó rụng một lượt nhé, sau khi đậu quả xong này. Và đến đoạn bằng ngón tay nó sẽ rụng một lần thứ hai. Rụng lần này rất là nặng, nhiều khi cái vải của mình rụng lần này có thể rụng hết cây. Thì để phòng chống hiện tượng rụng sinh lý lần thứ hai thì chúng ta sẽ lại khoanh mịn lại lần thứ ba. Đây là cách làm về vải sớm. Chứ nhiều bạn là đang nở hoa được chúng ta khoanh, mình không khoanh đâu. Tất nhiên đấy, các bạn vừa xem đường khoanh mình nó rộng rồi, cho nên mình không sợ, mình phải khoanh lại. Còn tại sao chúng ta khoanh như vậy, để làm gì? Thì chúng ta cần phải biết đặc điểm thực vật của cây vải sớm. Sau khi nó là cây rất là khỏe, cho nó nhu cầu phát triển rất là mạnh, rồi các bạn, chúng ta khoanh nó không rộng, cái đường khoanh nó liền, cây nó lại chuyển sang nhu cầu phát triển. Vậy là nhu cầu phát triển là gì? Nó tiếp tục lớn lên. Vậy lá nó có thể nó lại không nhu cầu phát triển ngay từ đầu làm hoa ấy. Thì khi nó liền rồi
thì hoa vải nó sẽ mọc rất là dài, dài thì nó sẽ nhiều hoa cái ít à, nhiều hoa đực ít hoa cái, sau này đậu quả nó thưa quả, rồi rụng sinh lý nhiều. Và khi chúng ta khoanh lại chính là chúng ta ức chế quá trình phát triển thì cây nó không muốn ra lọc nữa và nó nuôi hoa. Còn nếu như mà chúng ta không khoanh lại thì cây nó có nhu cầu phát triển rất mạnh, cho nên nó lại muốn mọc lộc mọc lá, và khi muốn mọc lộc mọc lá thì nó lại rụng quả, chính là nó sẽ chốt quả, mình gọi là rụng sinh lý. Nhưng rụng quá nhiều dẫn đến mất sản lượng, và bây giờ chúng ta cần lấy sản lượng, cho nên chúng ta cần phải khoanh lại để ức chế quá trình phát triển. Và khi chúng ta khoanh để ức chế quá trình phát triển để cây nó giữ quả, nó giữ quả lại, bởi vì nó không muốn phát triển nữa thì sẽ nuôi quả. Nhưng khi chúng ta khoanh thì lại dẫn đến hiện tượng là chúng ta làm mất chất dinh dưỡng, hạn chế trao đổi chất, chúng ta lại phải phun phân bón lá ở trên, chính là cung cấp lại cho quả nó giữ lại. Đấy, ý kiến mình chỉ như vậy nhé, chia sẻ của mình với các bạn như vậy. Nên chúng ta có bằng cách làm sao cho phù hợp. Tôi chào các bạn nhé. Giá kể mình làm video này sớm một chút thì tốt, sang năm mình sẽ rút kinh nghiệm. Bởi vì mình đây mình làm vải thiều, cho nên chủ yếu mình tập trung vải thiều thôi. Thôi cuối video mình nói một chút về vải thiều. Thì thứ nhất, cái yếu tố đầu tiên chúng ta cần phải nắm được, cái vải mình nó cực kỳ nhạy cảm với thời tiết. Mình ví dụ như trong thời gian ủ hoa, cái vải thiều thôi, trong thời gian ủ hoa thì nhiệt độ cần rét khoảng trên 200 tiếng, dưới 15 độ người ta gọi là rét đậm, còn dưới 13 độ gọi là rét hại, cây nó ủ hoa. Chân thứ nhất, cây vải muốn ra hoa được, vải thiều muốn ra hoa được, nó phải cần một mùa đông giá lạnh hanh khô. Tuy nhiên mùa đông năm 2019 lại không giá lạnh lắm. Có được hai đợt giá lạnh, đó là cuối mùa thu và đầu tháng 12 thì nó phù hợp cho vải sớm, đó là vải các loại vải sớm đây. Vải tháng 3 nhà mình, u hồng và vải thanh hà. Cho nên vải sớm năm nay tháng 3 u hồng thanh hà ra hoa rất thuận lợi. Cái vườn thanh hà nhà mình có 90 gốc ấy, trồng từ năm 2016 đến hôm nay. Thôi mình vừa nói vừa quay vườn nhà mình để đỡ nhàm chán. Từ năm 2016 đến hôm nay là năm 2020 rồi. Nhưng vườn đấy mình chủ yếu để vợ làm. Nên trồng 90 gốc thì chết đi chết lại trồng đi trồng lại đến năm 2020 vẫn chưa trồng xong. Và mình đã chiết một số cái vải tháng 3 để ra trồng đấy. Trên cái vườn này ra hoa 100%. Tuy nhiên mình chẳng chăm sóc gì cả. Hôm mùng 6 cách đây 6 hôm mình mới phun thuốc sâu nó bệnh, hôm qua mình mới phun phân bón lá. Cho nên năm nay thời tiết nó phù hợp thuận lợi cho vải sớm ra hoa. Còn vải thiều có giai đoạn mà tháo đầu tháng 12 ấy, nó rét như vậy, nó chỉ là ức chế lọc mà thôi. Cho nên có một số nhóm vải thiều ra hoa được năm nay chính là cái lượt vải lọc sớm. Năm ngoái không khoanh, không tác động gì. Thậm chí vải năm ngoái mất mùa hoặc làm ít, lọc ít thì nó đúng phù hợp với thời gian được ủ hoa cái đợt rét đấy, cho nên năm nay nó ra hoa đẹp. Còn cái nhóm đầu tiên mình gọi là lượt đầu tiên ra hoa đẹp chính là cái lượt vải như mình vừa nói ấy, nó ra hoa sớm trong thời tiết còn ấm, trong tháng 12, thậm chí ra hoa từ đầu tháng 12 dương lịch, à, âm lịch, thời tiết còn ấm, cho nên nó ra khỏe khỏe, nó ra được hoa luôn. Khi nó ra hoa khỏe, nó ra được hoa luôn ngay từ đầu, cho nên cái lượt hoa này rất đẹp. Còn lượt thứ hai chính là ra hoa vào cuối tháng 12 âm lịch. Cuối tháng 12 âm lịch là cái thời gian nó ấm mấy hôm ấy. Còn lượt thứ hai này là đa số vải các bạn đều ra lượt thứ hai được nhiều. Thì cái lượt thứ hai này khi ra hoa xong trong mấy ngày 27, 28, 29 mà các bạn không phun được thuốc sâu, thuốc bệnh chu đáo thì từ đêm 30 Tết cho đến nay trời tiết mấy hôm trước ấy, trời tiết giá rét ẩm ướt, mưa giá cho nên nó bị bệnh khô rất là nhiều. Và rất nhiều địa phương bị khô. Và mình có làm nhiều video chia sẻ. Còn những lượt tiếp theo, đó là lượt chúng ta chăm sóc kỹ, phải kỹ như lọc nhà mình. Lọc 3, thậm chí mình làm lọc 4, năm đầu tiên mình thí nghiệm. Làm thử lọc 4 xem thế nào. Thì hầu như hoa bây giờ chưa ra, còn ngậm tăm. Còn hầu như các bạn rất lo lắng, sợ vải mất mùa. Còn mình đây, mình lấy là ví dụ nhé.
Tại sao mình quay chi tiết cái cây, mấy cây bồng nhà mình, mấy cây bưởi nhà mình. Nhiều bạn đã lấy ví dụ như là năm nay tất cả các loại hoa bồng, bưởi, xoài, chanh đều ra hoa rồi. Cho nên cây vải không còn cơ hội ra hoa nữa, nhưng mình vẫn lạc quan, mình kệ nó. Mình làm ăn mình liều một chút các bạn ạ. Đây mình ví dụ mình quay kỹ cây bưởi nhà mình. Cây bưởi này ra hoa từ đầu tháng 12 các bạn ạ. Ra lâu lắm rồi. Thậm chí nhiều cây có quả rồi. Nhưng một số cây bưởi nhà mình vẫn chưa ra hoa. Đây nhá. Đã ra hoa nở hoa từ lâu rồi. Còn vải tới bây giờ mình thấy ở vườn nhà mình đây mới có vải tháng 3 này. Nó mới nhú nở hoa cái thôi. Mới nở hoa, đây vải tháng 3 mình nở hoa cái đấy nhá. Đây nở hoa cái rất đẹp. Vải tháng 3 bây giờ đang nở hoa cái. Còn vải u hồng chưa nở hoa. Chân vải thiều mà chưa nở hoa. Đấy như bạn à, có bạn ở Quý Sơn chia sẻ đấy, năm 2006 vải nhà mọi người. Năm 2006 vải mọi người nở hết hoa đực và chuyện đang nở hoa cái rồi, nhà bạn vẫn nở hoa. Vải nhà bạn vẫn nở hoa và năm ấy bạn được mùa. Cho nên cái vải sớm nhà mình. À vải thiều chưa nở hoa, cho nên mình vẫn hy vọng. Đây những cây vải, à những cây bồng mà trong cái vải sớm nhà mình tưới được cho ra hoa và tàn hoa từ lâu rồi, nhưng nhiều cây bồng không tưới được. Đây quả đấy nhá. Có đậu quả nào không mình không quan trọng. Những cây bồng mà trong cái vườn, những chỗ vườn khác mình không tưới thì chưa ra hoa. Còn vải tháng 3 nhà mình đây. Còn mình đi mình quay nốt cái cây u hồng xem nó ra hoa chưa. Đây vải tháng 3 đang nở hoa cái đấy nhá. Mình bật flash cho nó sáng bởi tối quá. Đây vải tháng 3 đang nở hoa cái. Bây giờ mình xem u hồng xem nở chưa. U hồng đang có một số. À đây. U hồng cũng nở rồi. Cao quá. Đây u hồng đây các bạn. Mình giơ lên à u hồng cũng nở hoa cái các bạn ạ. Cái vườn bưởi này ở dưới nó là chỗ mình để rác cho nên nó rất ẩm ướt cho nên nó ra hoa từ lâu rồi. Ra hoa từ lâu rồi. Bây giờ mình ra cái vườn bưởi mà mình bây giờ mình ra cái vườn bưởi mà mình không tưới. Bởi trong này nó là vải sớm nhiều. Cho nên mình tưới được. Cho nên đã ra hoa từ sớm. Có vườn mình không tưới ở ngoài này. Mình xem bưởi ngoài này hầu như là chưa ra hoa. Còn trong làm ăn đôi khi mình thế, mình đều lắm. Một ăn cả, ngã được không? Đây, mình so sánh cụ thể nhất là hai cây bưởi ngoài này. Nó ở trong vải sớm, à vải thiều. Cây ở trong vải sớm thì đã ra hoa hết. Như hai cây bưởi này ở trong vải thiều. Chưa hề nhú hoa. Đấy. Bây giờ bắt đầu mình nhú đây. Mình soi lên một số chùm đây, bây giờ bắt đầu nhú. Đây hoa đây, mình so cụ thể một chùm hoa trên này. Đây là cây bưởi. Sau khi bưởi kia nở hoa lâu rồi, bây giờ nó bắt đầu bị nhũ hoa. Vậy thì năm nay tất cả các loại bồng cam, chanh, bưởi, xoài nó đều ra hoa hết rồi. Nhưng vải thiều chính vụ, vải muộn, vải ngọt đấy. Ở Lục Ngạn mình chưa nhũ hoa, chính là do nguyên nhân này này nhá. Tức là do cái trận rét cuối tháng mùa thu, à cuối mùa đông, à cuối mùa mùa thu vào tháng 12 dương lịch. Cho nên làm tất cả mọi cái nó đều ra hoa bởi thích ứng với thời tiết. Đây. Vải trong vườn mình ở gần u hồng. À, bồng trong vườn mình gần u hồng nó đã nhũ hoa, nở hoa đậu quả rồi, bởi vì nó được tưới, còn ngoài này ở vải thiều mình không tưới cho nên nó chưa nhũ hoa. Về do thời tiết nhá, còn cái vải bây giờ mình đợi. Còn mình vẫn thích quan điểm làm việc như này. Ở đây, u hồng trong này nở hoa rồi. U hồng trong gốc vải thiều đã nở hoa. Còn nếu mà để vườn mà đảm bảo mà không năm nào mất mùa, không năm nào được mùa thì chúng ta làm ít nhất, có nghĩa là chúng ta để kệ nó. Mỗi năm sau khi thu quả xong chúng ta để nguyên đấy, rắc ít phân đạm hoặc bón ít lần NPK xong để nguyên đấy.
thì không năm nào vải chúng ta sẽ mất trắng và cũng không năm nào được mùa nhiều. Vải nó cứ loay thoay, cây được, cây không, cây được, cây có. Vải năm nào, ví dụ nhất là năm 2020 này sẽ được hoa. Tuy nhiên những nhóm vải này, kinh nghiệm làm vải của mình bao năm mình biết rồi. Sau này ra hoa, hoa đực nhiều, hoa cái ít, rụng nhiều, quả một, thưa. Còn nếu có may được quả dày thì chăm sóc khó, phun thuốc sâu, thuốc bệnh khó. Sau đậu quả đầu năm, đầu vụ thì chúng ta hái mãi mới được một sọt. Đến cuối vụ chúng ta hái đến cả một góc vườn mới được một sọt. Cho nên mình làm như này. Thứ nhất là mình can thiệp nặng như của nhà mình. Mình can thiệp lật lọc, ra hoa ra lọc. Có thể hiện tại bây giờ nó ra hoa hơi chậm. Nhưng có thể nó ra hoa chậm một chút nhưng mà hoa nó sai, quả nó chùm. Rồi nó hái thu hoạch dễ bởi vì vải mình chăm sóc tốt, nó ổn định cây. Đây, vải mình đang bật hoa trắng đây. Có thể với các bạn là chậm nhưng mình kệ nó. Bật flash lên thì nó chói quá, không bật flash thì nhìn mờ mờ. Đâu? Đây hơi trắng trắng. Chân hy vọng mấy hôm nay nhá. Hôm qua mình phun phân mưa lá rồi, mình phun nhẹ thôi. Nhiều bạn bảo mình là mình gọi là gì nhỉ? Quên mất. Bạn chia sẻ chân thành thành thôi, gọi là gì nhỉ? Mình bị động nhưng phải đâu mình cố tình đấy. Trước Tết nhiều bạn U Hồng ở Thanh Hà kích, mình chẳng kích gì cả, mình bảo mùng 5. Khoảng mùng 5 trước lập xuân khoảng độ mùng 5 tháng Giêng ấy, trước lập xuân khoảng 10 ngày ra hoa, đúng 10 ngày ra hoa thật. Bởi vì cái vải Thanh Hà mới vải sớm nó được cái hưởng trận rét cho nó ủ hoa. Còn vải thiều thì đúng lúc thời gian ra hoa lập xuân thì nó lại bén trời rét suốt cho nó chưa ra hoa được. Nên tận giờ hôm nay mới sau lập xuân có 8 ngày thôi. Và như chúng ta biết rồi, năm 2008 sau lập xuân 35-36 ngày mới ra hoa. Gần thanh minh vải thiều mới nở hoa. Vậy sang năm 2008 ấy, chúng ta còn một tháng nữa nhá. Khoảng 20 ngày, một tháng nữa vải bao giờ mới nhú đấy. So với hôm nay là lập xuân sau 8 ngày. Chân mình cứ đợi các bạn ạ. Kệ đó. Còn mình đã làm... Đây, vải mình đây nó nhị. Thôi thế nhá các bạn nhá. Bây giờ cuối cùng mình nói lan man quá. Bởi vì mình hôm qua thấy nhiều chia sẻ cho mình làm video thì thôi. Thôi cảm ơn các bạn xem video của mình nhá.